Xin chào anh chị, em là Quyền Trang. Thì hiện tại là em đang ở xã An Thạnh Thủy của huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Thì ở đây anh chị, trên mặt tiền loại nhựa này nè, có một căn nhà vườn. Em chỉ cho anh chị xem nha. Đó là cái căn nhà vườn bên này nè, với diện tích đó là 1.300m², có 150m thổ cư, bán đất với nhà luôn, chủ kêu giá là 2 tỷ. Ồ, giá cả này em thấy thơm lắm nha anh chị. Anh chị mình cứ coi thử coi thế nào ha. Thì trước tiên á, cái vị trí mà Quyền Trang đang đứng á, là nó nằm trên mặt tiền lậu nhựa. Đường này á, là lậu nhựa thông nha. Thì được một cái á, từ ở đây á, mà anh chị đi ra ngoài, anh chị đi ra ngoài đường quốc lộ 50 á, là chỉ có 850m thôi là sẽ tới quốc lộ 50 nha. Là cái hướng bên này nè, anh chị đi thẳng cái mình quẹo ra là tới quốc lộ 50 rồi. Còn nếu mà anh chị đi theo một cái đường thẳng, theo cái đường chim bay á anh chị, là chỉ có 400m hoặc là 500m thôi. Cái chỗ này rất là đẹp nha. Quanh đây á, thì được cái là lậu nhựa nè. Nhà xung quanh thì em thấy nhà hàng xóm là hoành tráng luôn đó. Mà nhà hàng xóm cũng đông nữa. Nói chung á, anh chị nào mà muốn mua nhà vườn nha, mà vừa lậu nhựa nè, rồi vừa gần sông nè, nhà hàng xóm đông, mà gần thị trấn nữa, thì cái miếng này là tuyệt vời luôn á anh chị. Thì anh chị thấy nè, nhà xung quanh đây là rất là đông luôn. Mà nhà hàng xóm của mình anh chị thấy nè, thiết kế cũng đẹp và khá giả nữa. Nó, nhà thì đông đúc lắm. Nói chung là dài vô mà nhà cửa là sát nhau không à. Điện nước wifi là đầy đủ hết luôn. Rồi thì bây giờ á, không nói nhiều nữa, em vô cái miếng đất cho anh chị mình xem thử ha. Thì đây, anh chị thấy là trên cái con đường lậu nhựa nè, đó. Rồi từ ở đây, anh chị đi qua bên này, cái miếng đất của mình sẽ đi qua một cái con sông nha. Thì em thấy á, là sông ở đây á, thì cái khúc này nè, nó hơi bị dơ. Nhưng mà sau này anh chị về á, thì mình cứ dán lục bình lên hết á, cho nó đẹp. Đó, anh chị xem nè. Mình dán lục bình lên hết rồi, cái anh chị cho người á, mình... dọn dẹp cái con mương ở ngoài trước mình. Nó anh chị thấy nè, nó hơi dơ ha. Nhưng mà sau này anh chị về mình dọn rồi, mình có mấy cái tấm lưới á, mình ngăn ra là chỗ của mình sẽ đẹp thôi. Rồi anh chị mình trồng bông sen, bông súng rồi vô là nó đẹp ha. Thì đây anh chị xem nè. Thì tổng diện tích cái miếng vườn của mình á, là 1.200 đến 1.300m², không có nhớ rõ diện tích nha anh chị. Khoảng 1.200 đến 1.300m² á. Trong đó thì có 150m thổ cư, có một căn nhà cấp 4 xây dựng cũng khá là kiên cố luôn. Xung quanh á, thì đã được bao bọc hàng rào hết trơn rồi nè. Nó, hàng rào ngon lành hết rồi nha. Thì chủ kêu giá là 2 tỷ. Giá cả đây thì còn thương lượng không chị? Còn bớt không? À, giá cả thì thôi mình gặp chủ để mình nói chuyện với nhau nha. Em thì em đã tranh thủ được cái giá ok nhất cho anh chị rồi đó. Còn mà thương lượng được nữa hay không thì mình gặp chủ thôi. Thì bây giờ Quyền Trang sẽ dẫn anh chị đi vô bên trong ha. Thì quên nữa, đất của mình hồi nãy em nói với anh chị á, là 1.200 đến 1.300m² nha. Nhưng mà có hai cái sổ. Một sổ á, mà em đã coi rồi á, em sẽ up lên cho anh chị xem. Thì một sổ á, là bề ngang á, là 19, bề dài á, là 19m9, bề dài á, là khoảng 48, hậu là 20. Là nói chung là cái sổ mà em được coi á, là khoảng 960m² á. Thì một sổ, rồi còn một sổ ở bên này nhỏ nhỏ bên này nữa. Hồi nãy em đo nha, bề ngang trong sổ là 19m9 cho 20 đi. Mà em đo thì nguyên cái bề ngang á, là khoảng 31m lận. Thì cái phần mà dư ra này nè, là nó là một cái sổ riêng nữa. Thì chủ nói là người ta sẽ hợp thửa cho mình luôn, để tổng diện tích của mình là khoảng 1.200-1.300 luôn ha. Rồi thì bề ngang á, em đo mà từ ở bên này nè anh chị, đi ngang qua là 31m. Đó, đi ngang qua bển là 31m nha. Rồi thì ở trong này thì có một căn nhà cấp 4, xung quanh thì có vài cây đu đủ thôi. Rồi ở ngoài sau thì trồng cỏ cho bò ăn. Một lát em sẽ dẫn anh chị mình đi xem. Ở ngoài trước mình là có một cái sân nè, sân rất là rộng luôn. Sau này á, anh chị chạy xe ô tô qua thì mình đậu xe ô tô ở đây, khỏe re. Đất mình lậu nhựa mà. Nhà là nhà cấp 4 nha, em thấy là xây khá là kiên cố luôn. Để em vô cho anh chị xem. Đây nè. Nói chung á, nhà này thì em thấy khá là ổn. Anh chị về là mình vô ở thôi, mình mua thêm nội thất thôi, chứ mình cũng không phải sửa gì nhiều đâu. Ở ngoài thì nói chung ở quê anh chị mà xây nhà mà có tiền á, là người ta sẽ dán gạch lên tới nóc như vậy nè. Anh chị xem nè, người ta đã dán lên tới nóc hết trơn luôn rồi. Đó, ở ngoài là dán lên tới nóc, vậy là nó màu nó sẽ giữ được lâu hơn. Bên trong thì em thấy là được sơn phớt lại màu, nói chung là hợp nhãn á anh chị. Đó,
Nhà mình á thì sẽ có một phòng khách và hai phòng ngủ nha. Này. Em sẽ mở góc rộng cho anh chị mình dễ nhìn ha. Đó. Đây là cái khu vực phòng khách nè. Đó, nói chung cái phòng khách thì ổn lắm, hai bên có cửa sổ đâu. Nhà mình thì sẽ có hai phòng ngủ. Đây. Màu sơn là em nhìn thấy cũng còn khá là mới luôn, vô là mình ở thôi chứ mình cũng không phải sửa soạn gì nhiều. À. Này. Này, đây là phòng ngủ thứ hai nè. Nhà thì sẽ có hai phòng ngủ nha. Rồi, đây là cái không gian sinh hoạt chung. Nhà thì một phòng khách nha, rồi một cái phòng sinh hoạt chung nè, có hai phòng ngủ. Ở đây thì là cái khu vực nhà bếp đâu nè. Ở ngoài sau cũng có nữa mà khóa cửa rồi, em sẽ đi ra ngoài sau cho anh chị mình ngắm ha. Đấy. Nói chung là nhà thì không quá rộng rãi nhưng mà thấy là cũng ổn lắm. Một phòng khách, hai phòng ngủ, một nhà sinh hoạt chung vậy đó. Đây. Ở ngoài trước là có hàng rào kiên cố hết trơn rồi nè. Này. Ở bên này thì em thấy là còn một khoảng khá là rộng luôn. Sau này anh chị về thì mình trồng cây ăn trái đầu vô thêm ha. Để em đi qua bên này nha. Ở đây là đất thì nói chung là không có cây ăn trái gì hết. Nhưng mà anh chị thích cây ăn trái gì thì mình đặt vô thêm thôi chứ không có sao hết. Em sẽ đi xuống khúc này. Này. Còn rất là rộng luôn. 1.200 đến 1.300 mét vuông nha. Chủ kêu giá là 2 tỷ. Giá cả thì mình sẽ thương lượng trực tiếp với chủ. Đây, hàng rào xuống tới mấy cây dừa này luôn. Có hàng rào xung quanh hết rồi nha. Ở dưới thì hàng rào lưới B40. Ở đây thì chắc là hồi xưa người ta làm cỏ đâu đó. Cái này là cái nhà vệ sinh nè. Bên này là nhà vệ sinh nè. Tách biệt riêng ra ha. Này. Em sẽ đi xuống ở ngoài xa luôn. Quanh đây thì đất sạch đẹp, không có mồ mả gì hết. Em sẽ gán đi xuống ngoài sau để coi coi cho kỹ cho anh chị ha. Này, đây là cái ở ngoài sau của mình nè. Thì anh chị thấy nè, đất đã có hàng rào hết rồi. Bên hàng xóm là cũng không mồ mả gì hết. Trong đất mình là cũng sạch đẹp, không mồ mả gì hết nha. Rồi, thì ở đây á là sẽ cách quốc lộ 50 khoảng tầm chừng 850m thôi. Mình đi chợ, mình đi sẽ đi chợ Bình Ninh. Ở đây mà anh chị đi qua bên chợ Bình Ninh á là chỉ có 5 phút thôi hà. Còn mà mình đi Ủy ban Nhân dân của xã An Thịnh Thủy nè, trường cấp 1, trường cấp 2 của xã An Thịnh Thủy, hay là trường cấp 1, cấp 2 ở Bình Ninh đâu á, thì trung bình anh chị đi cũng chỉ có 5 phút thôi. Còn nếu mà mình đi vô trung tâm của thị trấn Chợ Gạo á thì trung bình á là khoảng 10 phút. Ở trung tâm thị trấn Chợ Gạo á, thì mình sẽ có từ trường mầm non cấp 1, cấp 2, cấp 3, rồi ủy ban, bệnh viện đầy đủ hết. Còn ở đây mà về tới bến xe miền Tây á, thì trung bình là khoảng 67 cây số. Để em mở định vị cho anh chị xem thử ha. À, trước tiên á, cái miếng đất của mình á, là nằm ở hướng Bắc nha. Nhà của mình là nhà hướng Bắc. Nè, thì anh chị xem nè. Cái nút tròn tròn màu xanh là vị trí mà Quyền Trang đang đứng á, thì anh chị thấy là rất là gần quốc lộ 50 luôn ha. Cũng gần thị trấn Chợ Gạo nữa. Thì ở đây mà mình đi chợ, trường học đồ á, thì khoảng tầm chừng 5 phút thôi. Còn nếu mà anh chị đi vô bên trong thị trấn Chợ Gạo á, thì trung bình á, là khoảng 10 phút. Thì ở đây là em thấy nó nổi lên tới 11 phút luôn nè. Đây anh chị xem. Thị trấn Chợ Gạo là chạy xe là khoảng 11 phút, khoảng 7 cây số. À, nó có cái đường tắt nữa. Để em coi đường tắt nha. Cũng tầm tầm nữa đó anh chị ơi. Đường tắt thì nó gần hơn. À, đây nè. Đó, anh chị xem cũng 11 phút luôn ha. Đó. Còn từ ở đây á, mà mình về tới bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh á, thì trung bình á, là khoảng 68 cây số. Chạy xe là khoảng 1 tiếng 45 phút.
68 cây số, chạy xe là khoảng 1 tiếng 45 phút là anh chị sẽ về tới đây. Thì anh chị thấy cái căn nhà này như thế nào ta? Chứ em thấy mà diện tích là khoảng 1.200 đến 1.300 mét vuông, có hậu cư sẵn, có một căn nhà sẵn như thế này nè. Rồi xung quanh là đã có hàng rào sẵn hết rồi mà lộ nhựa nữa. Ở ngoài trước thì có một con sông nữa, có điều là sông chưa đẹp thôi mà mình về mình cải tạo lại. Cầu thì cũng đã làm cầu sẵn luôn rồi nè. Mà được cái là xung quanh nhà hàng xóm thì đông đúc vui đó. Chợ, trường học, ủy ban thì cũng sát bên luôn đấy, cho nên anh chị đi đâu nó cũng gần hết. Bởi vậy em cảm thấy là miếng này nó khá là thơm. Em nghĩ là em sẽ bán nhanh. Cho nên anh chị nào thích thì anh chị mình về xem sớm sớm nha. Nhà rất là đông luôn, có đèn đường luôn. Rồi em xin chào anh chị nha. Cảm ơn anh chị đã theo dõi cái video của em.